Hello, xin chào anh em MiGame đã quay trở lại rồi đây. Poppy Playtime Chapter 3 chắc chắn là một trong những con game mà MiGame tôi mong chờ nhất năm nay. Tôi rất là nóng lòng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra cho nhân vật chính tại nhà trẻ Playcare, nơi mà chắc chắn sẽ có một con quái vật gì đó GVL trú ngụ. Vì giờ hãng Mob Games cũng mới chỉ tung ra có một trailer nên anh em chúng ta cũng không biết phải mong đợi gì nữa. Thế nhưng, MiGame tôi có một số kỳ vọng mà tôi muốn phần 3 phải giải đáp. Thế nên, video này là lời thỉnh cao của MiGame tôi. Mong Mob Games hãy giải đáp những bí ẩn này, chứ đừng khiến chúng tôi phải vò đầu bứt tóc để mức chọc cả đầu. Sau đây sẽ là tất cả những điều mà anh em nên biết và cần phải được biết về Poppy Playtime Chapter 3, bao gồm từ những thứ như bao giờ game ra mắt, liệu Huggy có còn sống hay Kissy Missy là ai, mục đích thí nghiệm 1006 là gì. Nói chung toàn là những câu hỏi nhức nhối thôi anh em ạ. Nghe hấp dẫn quá phải không nào? Hấp dẫn thế thì ấn nút đăng ký ủng hộ MiGame tôi cái nào. Mỗi đăng ký sẽ tương ứng với 1.000 đồng để MiGame tôi mua thuốc mọc tóc. Anh em hãy thương tình giúp MiGame tôi lấy lại mái đầu ngày xưa đi nào, chứ làm video cho anh em mà rụng hết cả tóc đây này. Anh em ấn xong chưa? Xong rồi thì vào video thôi. Nói chung nếu chỉ dựa vào trailer mà Mob Games đã tung ra vào mấy tháng trước thì chúng ta chỉ biết mỗi việc là phần 3 sẽ ra mắt trong năm 2023 thôi. Cơ mà chúng có một vấn đề khá lớn với Chapter 3, đó là theo như những hé lộ từ Mob Games, quy mô của Poppy Playtime 3 sẽ lớn hơn 2 phần trước gấp nhiều lần. Nếu anh em nghĩ khu nhà ga trung tâm trong Chapter 2 là lớn thì diện tích khu Playcare trong phần 3 sẽ có lớn hơn như thế rất nhiều nữa. Điều này sẽ khiến quá trình phát triển của phần 3 bị kéo dài thêm rất nhiều. Trong trailer phần 2, người ta để là game sẽ ra mắt vào đầu năm 2022, nhưng rốt cuộc phải đến tháng 5 mới tung ra được. Tuy nhiên trong trailer phần 3, họ chỉ để mỗi con số 2023 thôi. Có lẽ mấy ông làm game không muốn đặt ra deadline quá gần, để rồi phải vắt chơi lên cổ để chạy cho kịp ngày. Anh em chắc cũng chưa quên việc Poppy Playtime Chapter 2 vừa ra mắt đã toàn là lỗi phải không? Theo tôi nhớ, hãng Mob Games đã tốn khoảng 7 tháng mới tung ra phần 2 sau khi phần 1 ra mắt. Thế nên, với quy mô của phần 3, thời gian phát triển chắc chắn phải lâu hơn như thế rất nhiều. Đấy là chưa kể đến việc họ phải phân chia công việc để phát triển luôn cả Project Playtime mới ra mắt gần đây. Vì con game này là game online nhiều người chơi, nên hãng Mob Games cũng phải liên tục cập nhật nội dung mới, chứ không phải chỉ có tung ra một lần rồi thôi. Cơ mà Project Playtime mà anh em chúng ta mới thấy mới chỉ là bản thử nghiệm thôi nhá. Bản full sẽ được ra mắt trong khoảng nửa đầu năm 2023. Thế nên, anh em chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho việc Poppy Playtime 3 sẽ không thể ra mắt trước tháng 6 năm 2023 được. Dù vậy, anh em cũng không nên quá lo là game sẽ bị hoãn sang tận năm 2024, bởi hãng Mob Games vẫn đang tích cực phát triển con game này, tuyển thêm người làm các kiểu. Và có một thuyết âm mưu mà dân tình đang đồn ầm ầm lên, đó là trong Project Playtime có một tấm poster Daddy Longlegs mà anh em có thể tìm được với dòng chữ mở tiệc nướng BBQ vào ngày 15 tháng 7. Phải chăng đây là hãng Mob Games đang bật mí nhẹ Poppy Playtime Chapter 3 sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 7 hay không nhỉ? Bởi ngày 15 tháng 7 này còn được lặp lại một lần nữa trong một lá thư mà anh thanh niên Rowan Stone gửi nữa. Anh em đây chắc cũng biết cái thanh niên Rowan Stone này trong con game hack não Poppy Playtime ARG chứ gì. Chapter 2 kết thúc với việc nhân vật chính của chúng ta vừa ăn mừng vì mình sắp thoát được ra khỏi nhà máy đồ chơi ác mộng. Nhưng dễ thế thì đâu có vui. Poppy bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Bởi sau hai lần chứng minh khả năng của bản thân, Poppy nhận ra anh em có thể giúp nó làm được mọi thứ. Thế là Poppy bẻ lái con tàu quay ngược trở lại vào bên trong nhà máy. Tuy nhiên, Poppy bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Có ai đó đã chiếm quyền điều khiển tàu lửa. Nó bắt đầu tăng tốc không kiểm soát được mỗi lúc một nhanh. Nhân vật chính kéo phanh dừng con tàu khẩn cấp nhưng đã là quá muộn. Con tàu lật ngang và nhân vật chính bất tỉnh. Anh em mở màn tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở khu trông trẻ Playcare, và Playcare sẽ là bối cảnh chính của Poppy Playtime Chapter 3. Vậy đây là một nơi như thế nào? Trong đoạn teaser của Chapter 3, chúng ta được nghe lời phát biểu của giám đốc Ludwig khi ông khánh thành Playcare, trại trẻ mồ côi được đặt ngay bên trong nhà máy đồ chơi Playtime. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. Vì tình hình kinh doanh của Playtime đang đi xuống, nên họ cần nghĩ ra một loại đồ chơi mới để vực dậy doanh số công ty, đó là tạo ra những món đồ chơi sống. Và đây chính là lý do công ty có một lượng lớn trẻ mồ côi và trại trẻ mồ côi Playcare chính thức được thành lập. Ngay từ trong Poppy Playtime Chapter 1, chúng ta đã thấy được công ty Playtime có một mối quan tâm đặc biệt dành cho lũ trẻ mồ côi. Playtime đã ngụy trang hành động bắt cóc trẻ em mồ côi của mình bằng chương trình khuyến khích nhân viên công ty nhận nuôi trẻ mồ côi. Lũ trẻ sẽ được mang về đây trước khi được mang đi thí nghiệm tại Game Station nhằm đánh giá năng lực của từng đứa trẻ thông qua ba trò chơi tại đây. Đừng tưởng Playcare là nhà trẻ nên nó không đáng sợ nha, bởi mấy ông làm game đã khẳng định chắc chắn rằng Poppy Playtime Chapter 3 sẽ là phần đáng sợ nhất trong toàn bộ series. Thậm chí họ phải lược bỏ nhiều tình tiết vì sợ Chapter 3 sẽ bị xếp vào game 18+ vì quá bạo lực.
Bên cạnh đó, con quái vật trong Chapter 3 sẽ có trí thông minh vượt trội so với Huggy hay Mummy. Bởi sau khi chơi qua 2 phần, hai con boss chỉ đuổi theo chúng ta theo kịch bản mà thôi. Nói chung là không có gì bất ngờ. Thế nhưng sang Chapter 3, con quái vật sẽ biết rình mò, thinh linh xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không có được quy định sẵn. Nghe là Mi Game tôi thấy lạnh sống lưng rồi anh em ạ. Và một tin cực vui nữa là Chapter 3 sẽ sử dụng công nghệ đồ họa mới nhất là Unreal Engine 5. Hứa hẹn đồ họa trong game sẽ cực kỳ đẹp mắt và chân thật, hù dọa chắc chắn anh em sẽ bĩnh hết cả da quần. Và dĩ nhiên, thứ hấp dẫn nhất của bất kỳ phần game Poppy Playtime nào chính là món đồ chơi trùm cuối. Chúng ta đã có Huggy Wuggy và Mommy Longlegs rồi, vậy thì sinh vật sẽ ám ảnh chúng ta trong phần 3 là gì? Sau khi Project Playtime ra mắt thì có nhiều anh em, trong đó có Mi Game tôi nghĩ, kiểu gì con Boxy Boo cũng sẽ là trùm mới trong Chapter 3. Dựa theo những hình ảnh được hé lộ trước đây, Boxy Boo từng được công ty Playtime đưa ra thị trường vào năm 1960, tức là rất lâu trước khi những Huggy Wuggy hay Mommy Longlegs xuất hiện. Với khả năng cào cấu bằng móng vuốt và phóng cánh tay lò xo bắt con mồi, Boxy Boo hoàn toàn xứng đáng trở thành trùm trong Chapter 3. Thế nhưng khả năng này đã bị loại bỏ hoàn toàn rồi anh em ạ. Bởi một lập trình viên của Mob Games đã hé lộ rằng con quái vật trong Chapter 3 sẽ rất là bá đạo nếu được thêm vào trong Project Playtime. Điều này có nghĩa con trùm mới này chưa hề có mặt trong game nên là anh em chúng ta có thể gạch bỏ Boxy Boo ra khỏi danh sách được rồi đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đối đầu với món đồ chơi nào đây? Thu ngược lại đoạn teaser của phần 3, có một điểm nữa mà anh em cần phải chú ý, đó là sự xuất hiện của Huggy Huggy, Mommy Longlegs và một món đồ chơi nữa, đó chính là cái đầu bê bết của búp bê khủng long Bron. Con trùm phần 1, Huggy Huggy xuất hiện đầu tiên nằm sóng xoài trên mặt đất, tượng trưng cho con trùm đầu tiên bị té dập mặt. Con trùm phần 2, Mommy Longlegs xuất hiện tiếp theo, người bị cắt làm đôi, tượng trưng việc 1/2 thân người đã bị nghiền nát. Và cuối cùng là Bron, chỉ có duy nhất một cái đầu lăn lóc, phải chăng tượng trưng cho con trùm mới của Chapter 3 và chúng ta sẽ tiêu diệt nó bằng cách chém bay đầu trong Chapter 3 chăng? Cho anh em nào chưa biết thì Bron là một món đồ chơi nổi tiếng khác của hãng Playtime, không thua gì Huggy Huggy hay Mommy Longlegs cả. Bron thường được mô tả là làm việc chăm chỉ và rất quyết tâm với bất kỳ mục tiêu nào mà anh ấy đặt ra, giống như việc chỉ cho phép bản thân chỉ ăn 4.000 calo mỗi ngày. Bron cũng được cho là chăm tập thể dục thể thao và dẻo dai, có thể chịu được hàng tấn công việc khó khăn mỗi ngày. Bron dường như cũng có khiếu hài hước, thích pha trò và chơi chữ về khủng long. Tuy nhiên, khiếu hài hước này nhanh chóng chuyển sang hướng đen tối hơn bởi Bron tự nhận bản thân mình mới là con khủng long đáng sợ nhất. Ngay trong Chapter 2, anh em cũng đã được chạm mặt Bron nhưng lúc này, cậu ta vẫn chỉ là món đồ chơi bất động cả lối đi của anh em. Thế nhưng, một món đồ chơi có gương mặt thấy ghê như này mà không làm phản diện thì hơi uổng đấy nha. Ngay từ phần 1, chúng ta đã được nghe về thí nghiệm 1006. Nó có thể được xem là nguồn gốc của mọi tội lỗi trong nhà máy này. Thế nhưng những thông tin về sinh vật này qua 2 phần game rồi vẫn rất là nhỏ giọt. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy mỗi cánh tay xương sầu của nó thôi. Dù mang hình hài rất là thô sơ, thế nhưng thí nghiệm 1006 được mệnh danh là sinh vật thông minh nhất mà công ty Playtime từng tạo ra. Giống như cuộn băng cuối cùng đã mô tả, thí nghiệm 1006 nó cực kỳ thông minh và xảo quyệt và nhiều lần suýt thoát được khỏi nơi giam giữ. Nó vô hiệu hóa camera để chui vào góc chết của căn phòng, nơi camera không ghi hình được, dụ người vào mở cửa để kiểm tra. Tuy nhiên kế hoạch này bất thành khi người ta nhốt luôn nhân viên số số kia trong căn phòng trước khi 1006 kịp thoát ra ngoài. Và không cần phải nói, nhân viên kia bị nó xé xác vô cùng tàn bạo. Dù vậy, thứ mà Mi Game tôi muốn biết là nếu thí nghiệm 1006 cũng giống như những món đồ chơi khác, cũng từng là một con người thì người đó là ai? Trong Chapter 2, chúng ta đã biết rằng những thí nghiệm vô nhân tính của nhà máy Playtime bắt đầu sau khi cô con gái của giám đốc Ludwig qua đời. Có thể ông muốn hồi sinh cô con gái và đưa cô bé vào trong cơ thể của thí nghiệm 1006, còn được mệnh danh là The Prototype, mẫu thiết kế đầu tiên. Thế nhưng nếu bên trong thí nghiệm 1006 là một cô bé thì nó không thể nào tàn ác như thế được. Nó con gái ông Ludwig là con búp bê Poppy nghe hợp lý hơn nhiều. Thế nên thí nghiệm 1006 chỉ có thể là giám đốc Ludwig mà thôi, người đã ra lệnh cho mọi hành động tàn ác của công ty Playtime. Có lẽ trong lúc thực hiện các thí nghiệm để tạo nên món đồ chơi sống, ông Ludwig cũng đột ngột qua đời. Dù giám đốc đã qua đời nhưng những nhà khoa học còn lại của dự án này vẫn tiếp tục thí nghiệm này dựa theo những gì mà ông đã để lại, và họ đã đưa linh hồn của Ludwig vào bên trong cơ thể của thí nghiệm 1006. Đầu óc phải cỡ giám đốc trở lên thì thí nghiệm 1006 mới biết mấy trò xảo quyệt tàn ác chứ. Huggy nhìn thế chứ nó đâu có thông minh mấy đâu, toàn săn mồi bằng bản năng thôi anh em ạ. Nói chung, đây chỉ là giả thuyết của Mi Game tôi thôi nhá, chưa có ai xác nhận thông tin này cả. Nhưng mà tôi lại thấy nó hợp lý vờ lờ anh em ạ, nên là tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giả thuyết này trở thành sự thật đâu. Phút giây khiến Mi Game tôi bất ngờ nhất trong Chapter 2 chính là cái đoạn sau khi thoát khỏi căn hầm cát của lũ Huggy tí hon. Khi đó chúng ta đang đi sâu hơn vào bên trong nhà máy, và trước mặt tôi là một hình bóng quen thuộc, Huggy Wuggy. Tuy nhiên, khi nó tiến lại gần thì hóa ra đây là Kissy Missy, và nó không hề hung hăng, mà trái lại còn mở cửa giúp tôi nữa, một hành vi hoàn toàn trái ngược so với tất cả những món đồ chơi mà Mi Game tôi đã gặp trong cái nhà máy quái ác này. Vậy thì tại sao Kissy Missy lại làm thế? Có lẽ bí quyết cho việc này chính là trước khi được đưa vào bên trong những món đồ chơi, người đó phải có một mối liên kết đặc biệt và yêu quý món đồ chơi đó, như thế mới tạo ra được một món đồ chơi thân thiện với mọi người. Nếu không, chúng ta sẽ được những con quái vật khát máu như thí nghiệm 1006 hay là Huggy. Và phải mãi đến Kissy Missy, công ty Playtime mới thành công trong việc tạo ra một món đồ chơi an toàn với tất cả mọi người. Và từ đó có lẽ công ty bắt đầu dùng lũ trẻ mồ côi để sản xuất hàng loạt các món đồ chơi sống.
Và từ đây, công ty Playtime đã phát hiện bí quyết đưa họ trở thành công ty đồ chơi hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá khi thí nghiệm 1006 sổng chuồng và gây nên thảm kịch tàn sát toàn bộ nhà máy. Để xem sang chapter 3, hãng Mob Games có xác nhận giả thuyết này của MeGame tôi không nhé? Nếu nó không đúng, tôi rất muốn được biết lý do tại sao Kissimissi lại khác biệt với những món đồ chơi khác trong nhà máy đến vậy. Trong trailer gameplay đầu tiên của Poppy Playtime Chapter 2, món đồ chơi phụ trách cho Musical Memory không phải là Banjo Bunny, mà đó là Daisy, một món đồ chơi có hình hoa cúc. Vậy thì Daisy là món đồ chơi gì? Rồi tại sao nó lại bị loại bỏ khỏi game? Thực tế thì sau khi bị thỏ Banjo cướp vai, Daisy đã trở thành một Easter egg trong căn phòng đồ chơi bị loại bỏ. Lý do khiến bông hoa Daisy bị ngừng sản xuất vì quá ghê rợn với trẻ em, khiến chúng khóc thét khi bông hoa này cất tiếng nói. Phải chăng việc Mob Games bỏ Daisy ra khỏi Chapter 2 là để món đồ chơi này được giới thiệu riêng trong Chapter 3? Nói gì chứ tôi cũng muốn nghe giọng nói khiến trẻ em khóc thét của Daisy lắm đấy. Tạo hình của Daisy cũng đã bị lộ và bông hoa này có đôi mắt rất sống động, nhìn như người thật, giống hệt Poppy. Nói chung phải có điều gì đó bí ẩn liên quan đến bông hoa này, nếu không thì game thêm vào làm gì? Anh em thấy có đúng không nào? Điểm nổi bật nhất của trailer Poppy Playtime Chapter 3 chính là hình ảnh của một chiếc mặt nạ phòng độc màu hồng. Tại sao một nhà máy đồ chơi lại cần dùng mặt nạ phòng độc? Cụ thể hơn, đây chính là Playcare, nơi tập trung những đứa trẻ mồ côi cơ mà. Chẳng nhẽ công ty Playtime nhẫn tâm đến mức dùng đến khí độc để thí nghiệm lên lũ trẻ hay sao? Có hai khả năng có thể xảy ra. Đầu tiên, có vẻ những thí nghiệm biến trẻ mồ côi thành đồ chơi không phải là thí nghiệm duy nhất diễn ra bên trong nhà máy Playtime. Theo lời kể của giám đốc Ludwig, ông muốn trẻ em khắp nơi luôn mở nụ cười. Vậy thì tại sao không thí nghiệm cho tụi nó chơi đồ rồi cười cả ngày đúng không? Nó có thể là một loại khí gây cười tạo cảm giác hạnh phúc chẳng hạn. Khả năng thứ hai MeGame tôi suy ra từ tờ giấy ghi chú này. Nó miêu tả lại thí nghiệm 814 hồi sinh một con chuột bạch đã chết bằng cách ngâm nó vào một dung dịch chứa hoa anh túc và sau đó dùng sốc điện để kích thích cái xác. Thí nghiệm thất bại, con chuột không sống và người ta quyết định sẽ thử nghiệm trên một sinh vật sống khác lớn hơn con chuột. Thế nên phải chăng để cải tiến lại thí nghiệm này, người ta đã cho mấy đứa con nít hít khí hoa anh túc? Trong poster của Chapter 3, anh em có thể thấy đằng sau là một làn khói màu đỏ. Nó rất có thể là khí hoa anh túc dùng để thí nghiệm những món đồ chơi sống. Tôi chỉ có thể đoán được như vậy thôi, chưa cụ thể thế nào. Mời Chapter 3 giải thích vụ chiếc mặt nạ phòng độc nha. Ở khu vực xử lý nước, ngay sau khi anh em thoát khỏi con sâu PJ, anh em có thể tìm thấy nơi mà con Huggy đã rơi xuống trong phần 1. Cụ thể trên tường, anh em sẽ thấy một vệt máu và mấy chùm lông xanh. Tuy nhiên cái xác của Huggy thì lại chẳng thấy ở đâu cả. Nhiều người đoán là Huggy còn sống nhưng khả năng xảy ra cao hơn là cái xác của Huggy đã bị thí nghiệm 1006 lấy mất. Bởi nó nắm rõ đường đi nước bước trong nhà máy, chỉ cần Mommy vừa chết là nó có xuất hiện ngay để lút đồ, nên cái xác của Huggy chắc chắn sẽ không thể để ở yên đó được đâu. Dù động cơ thực sự của Poppy là gì chúng ta vẫn không rõ sau 2 phần game, nhưng nó luôn miệng nói rằng nó muốn giúp đỡ chúng ta, và tôi chắc là sẽ tin rằng nó đang nói thật ít nhất là thời điểm này. Cơ mà giúp đỡ ở đây là giúp chúng ta cứu những món đồ chơi khác, chứ không phải cứu nhân vật chính thoát khỏi nhà máy. Bởi sau khi chơi Project Playtime, MeGame tôi nhận ra bên cạnh giám đốc Ludwig còn có một nhân vật khác cũng tham gia vào thí nghiệm biến con người thành đồ chơi, đó là bác sĩ Harley Sawyer. My name is Harley Sawyer. I'm called the doctor. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. If the people we have working aren't people. Put me in charge of it, and I will save this company. Và thêm vào đó là có người nào đó đã gửi tin nhắn cho chúng ta và người đó muốn dự án cơ thể lớn hơn thất bại. Người này hoàn toàn có thể là con búp bê Poppy. Nó không muốn có thêm ai nữa bị giam cầm trong hình hài những món đồ chơi và đó là lý do nó cần sự giúp đỡ từ nhân vật chính. MeGame tôi xin được thông báo mình đã chính thức hợp tác với Amok Games để anh em MeFan được chơi Poppy Playtime Chapter 3 sớm nhất thế giới. Cụ thể như sau, bất kỳ anh em nào xem xong video này mà nút đăng ký thì sẽ được chơi Chapter 3 sớm hơn 5 giây so với bạn bè quốc tế. Kiểu như game ra mắt vào ngày 15 tháng 7 lúc 0 giờ, thì vào lúc 23 giờ 59 phút 55 giây, ngày 14 tháng 7 anh em sẽ được chơi trước tận 5 giây đó nha. Ừ thì mảng miếng này nó hơi nhạt nhưng mà anh em ấn cái nút đăng ký cho tôi cái nào nhá. Tới đây thì hết 10 điều anh em cần biết về Poppy Playtime Chapter 3 rồi, outro kết thúc video thôi. Và đó là tất cả những thông tin anh em cần biết về Poppy Playtime Chapter 3 ở thời điểm hiện tại. Hẹn anh em ở video nào đó tiếp theo, có thể là phân tích trailer 2 của game nhé. Anh em thấy video hay thì nhớ để lại comment cũng như like share video này và nút subscribe đăng ký cho MeGame tôi. MeGame sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ 2 thứ 6 mỗi tuần. Anh em nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ trước khi hết video, tiếp mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Man Camera hỏi, 19 tháng 2 là sinh nhật em, mong anh có thể cho em lên TV một lần như một món quà được không? Dù hơi muộn rồi nhưng mà chúc mừng sinh nhật bạn tôi nhé. Tuổi mới đạt nhiều thành công. Ai solo tốc chiến Yasuo với em không ạ? Solo ai thua chặt kill thì chơi. Bạn Canal Cute hỏi, anh MeGame ơi, team của anh có ai FA không với anh? Các bạn nữ trong team MeGame đều FA và đang available nha bạn ơi.
Anh em muốn meme của mình được lên TV thì hãy chế meme cho mặn vào hoặc đi stolen từ đâu đó rồi đăng vào group dạo liền của Mi Game. Mỗi lần tôi sẽ chọn một meme để lên TV vào cuối video. Hôm nay tới đây thôi. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Cái gì quan trọng phải nói hai lần. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh em ở những video tiếp theo.